Xin chào tất cả các quý vị, các anh chị và các bạn. Hôm nay Long sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn về cái cách tuyển dụng trên Facebook. Thì cái cách tuyển dụng trên Facebook á, thì hôm nay Long sẽ chia sẻ cho các bạn về 4 cách. Cách thứ nhất là mình sử dụng trên trang cá nhân. Cách thứ hai là mình sử dụng trên cái fanpage. Và cách thứ ba là trên nhóm. Và cách thứ tư đó là cái quảng cáo. Thì đầu tiên các bạn là truy cập vào cái tài khoản Facebook của các bạn. Sau đó các bạn là vào cái trang cá nhân ha. Truy cập vào cái trang cá nhân. Đấy. Trang cá nhân thì trên góc phải đây này, ha, góc phải màn hình. Thì trên trang cá nhân rồi xong bắt đầu các bạn là đăng một tin giống như là tin thông thường thôi. Thì cái này thì nó mang cái tính chất gọi là chia sẻ cá nhân là nhiều hơn ha. Rồi. Đó. Thì cái này thì nó khá là đơn giản đúng không nào? Cách thứ hai thì là nó sẽ phức tạp hơn và tuy nhiên thì nó cũng sẽ chuyên nghiệp hơn là cái mình sẽ sử dụng cái trên fanpage. Thì về cái cách tạo fanpage thì Long ở đây Long cũng không có chia sẻ nữa. Nếu như bạn nào mà chưa biết cách tạo hoặc là chưa có các bạn có thể tạo. Về cái cách tạo cái fanpage Facebook thì Long có để cái video ở dưới phần mô tả ha, tức là cái link video á thì các bạn có thể xem và các bạn tham khảo và các bạn có thể tạo cho mình một cái fanpage được chưa nào. Thì sau khi mà tạo xong thì chúng ta sẽ truy cập vào cái fanpage của chúng ta. Tích vào cái nó sẽ có hai cách. Cách đầu tiên là các bạn bấm vào góc phải màn hình đây, góc phải màn hình trên cái menu đây. Rồi các bạn bấm vào trang đây, bấm vào trang thì nó sẽ kết nối với tất cả các trang ha. Đây, giả sử tôi mở đây, nó một cái sang một cái đường dẫn, sang một cửa sổ mới đây, thì nó sẽ hiển thị lên tất cả các trang mà chúng ta đã tạo hoặc là đang quản lý ha. Đó. Đây, hoặc là chúng ta cái cách thứ hai là chúng ta bấm vào đây. Đó. Thì nó sẽ hiển thị lên tất cả các trang mà chúng ta đã tạo hoặc là đang quản lý. Rồi sau đó chúng ta sẽ đăng nhập vào cái fanpage được chưa nào? Đăng nhập vào cái fanpage thì ở đây nó sẽ có là gì? Bên góc trái màn hình đây này, góc trái màn hình nó sẽ có là gì? Quản lý cửa hàng. À xin lỗi. Đây quản lý việc làm đây. Ha. Hoặc là bây giờ chúng ta sẽ vào đây này. Bấm vào đây này. Cái fanpage của các bạn sau khi mà truy cập xong á, nếu như một là trên đây nó sẽ xuất hiện là có cái mục cửa hàng. Nếu như các bạn không có bấm vào xem thêm, đây cái chuột trái vào nó sẽ có việc làm đây. Đó, các bạn kích vào thì xong bắt đầu các bạn bấm tạo tin tuyển dụng ha. Đây là những cái tin tuyển dụng mà trước đó mình đã tạo, nếu mà chưa có thì ở đây nó sẽ trống và chúng ta sẽ bấm tạo tin tuyển dụng đây. Đó, tạo tin tuyển dụng. Tin tuyển dụng ở đây á là nó sẽ có này, các bạn lưu ý này, chức danh này, chức danh công việc là cái gì đó. Cái mục thứ hai là vị trí làm việc. Đây, vị trí làm việc thì các bạn có thể là nhập vào ha, vị trí làm việc. Và cái thứ ba là cái hình thức ở đây chúng ta sẽ nhập vào, đây là toàn thời gian hoặc là bán thời gian hoặc là thực tập đó, hoặc là hợp đồng thì chúng ta sẽ nhập vào được chưa, sẽ chọn cái hình thức nào. Ví dụ chẳng hạn như đây tôi sẽ chọn là hình thức là tuyển, ví dụ ha, tôi làm một cái team, ví dụ tuyển nhân viên kinh doanh đó. Ở đây là vị trí làm việc, chẳng hạn như đây thì sẽ để là đấy, ví dụ đây tôi sẽ để là chẳng hạn như là Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc chẳng hạn ha. Đấy. Rồi ở đây mình sẽ chọn hình thức là sẽ là toàn thời gian, bán thời gian, thực tập hoặc là hợp đồng. Đây ví dụ tôi chọn là toàn thời gian. Rồi cái nữa đây là cái mô tả công việc đó. Mô tả công việc thì ở đây chúng ta sẽ nhập vào nội dung là gì? Tuyển nhân viên kinh doanh, số lượng ha. Ví dụ đây số lượng chẳng hạn như là 5 người ha. Đấy. Rồi yêu cầu kinh nghiệm là cái gì ha. Đấy. Ví dụ chẳng hạn như đây tôi sẽ copy tôi bỏ vào ha, bỏ cái nội dung vào. Đây. Đây chẳng hạn như đây tôi sẽ copy cái nội dung này vào chẳng hạn. Thì cái nội dung thì các bạn lưu ý là nó sẽ có các cái nội dung này nó rất là quan trọng ha. Tại vì là nó là cái phần mà quyết định khi mà
nhân viên kích vào ha, kích vào như vậy là và có xác định, tức là có liên hệ với mình hay không ha. Đấy. Đây. Ví dụ đây tôi nhập chẳng hạn. Rồi, sau khi mà xong thì ở đây nó sẽ có này. Đến cái phần mức lương này, mức lương thì ở đây nó sẽ có là tối thiểu này, tối thiểu này. Đấy, mức lương tối đa là ở đây nó sẽ không có bắt buộc. Ví dụ như đây nó sẽ là hạn như là. Đấy. Đây nó sẽ chọn này. Mức lương này là trả là mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần hoặc là mỗi tháng. Ví dụ đây tôi sẽ chọn là mỗi tháng. Rồi, ở đây nếu như các bạn mà muốn xem thêm, đặt thêm cái câu hỏi ha, câu hỏi thì ở đây các bạn có thể là thêm, ví dụ như là có nhiều ứng viên quá thì các bạn sẽ đặt ra một số những câu hỏi, ví dụ như đây là câu hỏi là khi nào bạn có thể bắt đầu công việc chẳng hạn này, đó, rồi ở đây chúng ta có thể, đây này, đây, câu hỏi này, chúng ta sẽ chọn này, thứ nhất, một này, có loại câu hỏi mở này, câu hỏi đóng này. Đấy, câu hỏi đóng là cái câu hỏi mà có hoặc là không, và cái thứ ba là câu hỏi trắc nghiệm. Ví dụ đây tôi sẽ để là câu hỏi mở, và đây là sẽ ghi đây là câu hỏi ha. Rồi ở đây là xem là coi như vậy là thêm, chẳng hạn như thêm câu hỏi thì chúng ta bấm vào đây xem thêm, viết thêm câu hỏi ha. Ở đây ví dụ như là bạn muốn như vậy là ví dụ đây lý do bạn chọn công việc kinh doanh, chọn như vậy là công việc kinh doanh là gì đấy. Rồi ví dụ như là muốn thêm câu hỏi thì chúng ta lại thêm, còn nếu không thì thôi ha. Rồi ở email thì email ở đây là nó sẽ không có bắt buộc, ví dụ đây sẽ để là đó. Rồi ở đây sau khi mà xong, ở đây nó sẽ có thêm cái mục là hình ảnh ha. Hình ảnh thì ở đây chúng ta có thể thêm vào, ví dụ như đây là để cho cái hình ảnh hấp dẫn tí ha. Ví dụ như là tuyển nhân viên kinh doanh đây, đây chẳng hạn như đây, chọn cái hình ảnh chẳng hạn, đây tôi sẽ bỏ vào đây. Thì ở đây tôi sẽ xóa cái hình cũ này đi, tại vì cái hình hình cũ là cái hình mà để mặc định trên cái banner ha. Đây. Đó. Sau khi mà xong thì chúng ta sẽ bấm tiếp tục. Cái tiếp theo ở đây là nó sẽ có là quảng cáo việc làm, thì Long sẽ nói luôn ở đây nó sẽ có là cái mục quảng cáo, thì nếu như các bạn mà muốn quảng cáo thì là các bạn sẽ bấm vào đây, đây này, tích vào quảng cáo đây ha, tích vào quảng cáo này, đây thì nó sẽ quảng cáo ở trên Facebook cho mình luôn. Rồi sau khi mà xong thì chúng ta sẽ bấm tin tuyển dụng. Nếu như các bạn không muốn quảng cáo, đây các bạn muốn quảng cáo thì tích vào, mà không muốn quảng cáo các bạn bỏ tích đi. Rồi sau khi xong các bạn bấm đăng tin tuyển dụng ha. Đó. Thì sau khi mà đăng thì các bạn chờ chút xíu thì nó đây nó sẽ hiển thị lên. Đó, hiển thị lên cái tin tuyển dụng của chúng ta. Rồi sẽ có một cái câu hỏi mà các bạn đến đây có rất nhiều bạn mà thắc mắc, đó là cái mà nếu như mà trên cái trang của mình á, trên cái fanpage của mình mà không có cái mục tuyển dụng á, đây này. Đây tôi sẽ bấm vào cái đây các bạn có thể là nhìn đây này, nó sẽ có này xem tin tuyển dụng này đấy, với tư cách là ứng viên này đó, thì đây là ứng viên nó sẽ nhìn thấy cái tuyển dụng của mình đây. Rồi ở đây nó sẽ có một cái mục mà các bạn cần lưu ý, nếu như các bạn mà trong đây các bạn không thấy có cái việc làm thì là mình sẽ như thế nào, tại vì á là ở đây á, nếu như không có mục mục việc làm thì các bạn vui lòng bấm vào đây chỉnh sửa tab ha, bấm vào chỉnh sửa tab đây đó, chỉnh sửa tab này đây nó sẽ có này,
Các bạn lưu ý này, cái tab chính là cái mà hiển thị trên cái trang á, đây này. Để nó có xuất hiện hay không, đây là cái tab, là trên cái này nó sẽ có là dịch vụ này, đánh giá này, cửa hàng này, xem thêm này. Ví dụ đây tôi sẽ không có muốn có mục đánh giá thì tôi tắt đi. Đó, ở đây nó sẽ có cái ưu đãi thì không có cửa hàng tôi cũng tắt đi. Rồi. Sự kiện, rồi việc làm, nhóm. Ở đây ví dụ như việc làm, ở đây tôi muốn nó hiển thị lên trên đây, đây này. Hiển thị ở trên đây thì mình chỉ có rất là đơn giản các bạn, đây này. Kích chuột trái ha, gấp nó bỏ lên trên đây. Đó, thì nó sẽ có là gì? Đầu tiên là trang chủ, rồi xong bắt đầu dịch vụ này, rồi xong bắt đầu là ưu đãi này, rồi xong bắt đầu đến mục việc làm này, rồi xong bắt đầu đến cái mục cửa hàng này. Đó, rồi cái nhóm cái này cần thiết cũng được, không là mình tắt đi. Đó. Rồi sau khi mà xong các bạn sẽ quay trở về cái trang, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có cái mục việc làm. Đây này. Đây, chúng ta sẽ bấm refresh ha. Đấy, nó sẽ có này, dịch vụ này, ưu đãi này, việc làm này. Ha. Các bạn lưu ý là nếu như không có các bạn bấm vào chỉnh sửa tab ha. Rồi không có việc làm, không có thì các bạn đây là tắt đi này, rồi đây là bật lên này. Nếu như các bạn không thấy thì các bạn tức là cái mục việc làm á đã tắt rồi, các bạn chỉ việc bấm bật lên thôi, được chưa? Đó. Thì đó là cái cách mà đăng tin tuyển dụng ở trên cái fanpage. À, thì tôi đã chia sẻ cho các bạn về ba cách rồi, trên trang cá nhân, trên fanpage và cái cách quảng cáo rồi. Thì bây giờ Long sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách mà làm việc tuyển dụng trên cái nhóm Facebook. Thì đây á, cái trên cái nhóm thì chúng ta cần phải cái tư duy rằng á, là trên cái nhóm tuyển dụng thì nó sẽ có là mình sẽ tham gia trên các nhóm theo cái ba loại. Cái loại thứ nhất là chúng ta sẽ tìm theo cái vị trí khu vực. Cái theo cái vị trí khu vực ở đây á tôi sẽ nói rõ hơn cho các bạn. Chẳng hạn như bây giờ các bạn nếu bấm vào đây cái fan Facebook của các bạn, bấm chẳng hạn như bấm đây tuyển dụng hoặc là cái các bạn bấm vào việc làm đây, thì cái này nó là sẽ là chung chung thôi ha, chung chung là nó sẽ hiển thị lên rất là, chọn cái chế độ nhóm để nó sẽ hiển thị rất là nhiều những cái nhóm đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ cái công ty của tôi, hoặc là tôi tuyển ở vị trí Thái Nguyên chẳng hạn, hoặc là tuyển ở vị trí Vĩnh Yên chẳng hạn, thì khi đấy là chúng ta nên sẽ chia là thứ nhất là theo khu vực đấy, theo khu vực ở đây chẳng hạn như là mình sẽ gõ tìm kiếm là việc làm ở ví dụ như đó là Vĩnh Yên hoặc là Vĩnh Phúc đấy, thì đây tôi sẽ gõ Vĩnh Yên này, hoặc là đây tôi sẽ gõ theo tỉnh chẳng hạn này, Vĩnh Phúc này ha. Đó, thì khi đấy là nó sẽ hiển thị lên toàn bộ những cái trang đấy, những cái trang à xin lỗi, toàn bộ là những cái nhóm. Các bạn chọn chế độ nhóm đây thì nó sẽ hiển thị toàn bộ lên là những cái nhóm của việc làm ở Vĩnh Phúc ở đây ha. Rồi xong bắt đầu các bạn chỉ việc bấm tham gia thôi, được chưa? Các bạn bấm tham gia và khi đó là các bạn sẽ chờ duyệt ha, chờ duyệt, và khi đấy là các bạn có thể là đăng lên được đó. Đây vì ví dụ như ở đây á, đây là sau khi mà các bạn tham gia xong đây, các bạn tham gia xong thì ở đây các bạn chỉ việc là, một là các bạn sẽ bấm thảo luận đây, hai là các bạn bấm tạo tin tuyển dụng đây, các bạn bấm vào tạo tin tuyển dụng đây. Đó thì là nó cũng sẽ tương tự ha, ở đây nó sẽ có là tùy chọn liên hệ là theo cái tin nhắn này hoặc là như thế nào, đây tin nhắn hoặc là email hoặc là liên kết đến cái website đấy, tức là nó sẽ thêm cái mục này nữa, và cái chức danh công việc này, tên doanh nghiệp này đó, rồi vị trí làm việc này, rồi là loại hình này, là toàn thời gian, bán thời gian hay là như nào này, rồi cái mô tả này, rồi cái mức lương nó cũng giống y chang giống như là mình tạo cái tin tuyển dụng trên trang đó, trên cái fanpage. Tuy nhiên nó sẽ có thêm cái mục là cái hình thức liên hệ, cái tên doanh nghiệp ha. Đó, rồi sau khi mà xong thì chúng ta bấm đăng. À, bấm đăng tin tuyển dụng được chưa nào? Rồi cái thứ hai nữa là đây á, cái loại nhóm thứ hai là chúng ta có thể là chọn theo cái ngành nghề. Ở đây ví dụ chẳng hạn như là tôi tuyển dụng là vị trí kinh doanh hoặc là vị trí về content chẳng hạn, thì ở đây chúng ta sẽ bấm là việc làm đây chúng ta sẽ gõ chẳng hạn như là kinh doanh chẳng hạn này, kinh doanh này. Đó, Vĩnh Phúc, thì khi đấy là nó sẽ hiển thị lên là những cái đây, hoặc là chúng ta sẽ gõ đây
Nó sẽ có là mình đã tìm theo khu vực rồi đúng không? Thì cái này là phân khúc nhỏ hơn, tức là phân khúc mình đối tượng ở đây là thu hẹp lại, tức là đối tượng theo cái nhu cầu ha, nhu cầu theo cái ngành nghề. Thì ở đây chúng ta sẽ bỏ cái địa điểm đi. Đấy, việc làm kinh doanh chẳng hạn, hoặc là tuyển dụng kinh doanh ha. Đây chúng ta sẽ bấm đây tìm kiếm. Thì khi đấy là nó sẽ có đây việc làm thêm kinh doanh này, nhân viên sale này. Đấy. Bây giờ chúng ta bấm nhóm này. Đây. Thì nó sẽ có các group ha, các nhóm là coi như vậy tuyển dụng chuyên về nhân viên kinh doanh, thì chúng ta sẽ cũng tương tự bấm tham gia ha. Bấm các bạn bấm tham gia. Đây đây, bấm tham gia. Nếu như mà chẳng hạn các bạn muốn thu nhỏ hơn nữa thì chúng ta có thể là thêm tức là ngành nghề nhưng mà lại thêm khu vực vào nữa. Đấy, ví dụ như việc làm kinh doanh Vĩnh Phúc chẳng hạn này. Đấy, nó sẽ hiển thị lên và nó sẽ thu nhỏ hơn nữa đây. Đó. Đây chẳng hạn như đây nó sẽ có kinh doanh thì tất nhiên là nó sẽ thu nhỏ hơn ha. Đối tượng của mình nó sẽ thu nhỏ hơn. Nếu như các bạn mà muốn rộng hơn thì bỏ cái khu vực đi để chúng ta chỉ việc là điền cái ngành nghề vào thôi. Đây. Cái việc làm kinh doanh như hồi nãy tôi có làm á. Đây. Thì khi đấy là nó sẽ đối tượng của mình nó sẽ rộng hơn, đối tượng nhóm nó sẽ rộng hơn và khi đấy là nó sẽ có nhiều nhóm để mình lựa chọn mình tham gia. Đó. Rồi cái thứ ba nữa mà chúng ta cần lưu ý là các bạn thường hay làm, đó là các bạn vào chẳng hạn như đây các bạn sẽ gõ mỗi là chung chung là việc làm thôi. Đó. Các bạn gõ chung chung như vậy thì cũng được ha. Thì cái phân khúc này á, tức là cái đối tượng này nó sẽ rộng hơn. Ví dụ như chẳng hạn như là tại vì sao tôi nói rộng hơn, đối tượng trên nhóm này là chung chung là hầu hết là trên các tỉnh thành ha. Trên do đó là các bạn bấm tham gia vào thì chẳng ví dụ như là các bạn tuyển dụng ở Vĩnh Yên hoặc là tuyển dụng ở Vĩnh Phúc hoặc là tuyển dụng ở Hà Nội hoặc là Hồ Chí Minh thì vào đây này nó sẽ rất là rộng và khi đấy là các bạn sẽ đây. Đây chẳng hạn đây nó sẽ có cái mục là việc làm toàn quốc đây. Đấy thì có nghĩa là nó sẽ là toàn bộ ở trên như vậy là đất nước đó trên toàn quốc thì khi đấy các bạn đăng ở đây thì nó sẽ đối tượng xem nó cũng rộng hơn tuy nhiên á, là nó sẽ rất là sàng lọc tại vì chẳng hạn như là mình tuyển dụng ở Hà Nội chẳng hạn hoặc là tuyển dụng ở Hồ Chí Minh mà trong khi đó có nhiều những cái bạn mà ở những cái tỉnh thành khác coi thì nó sẽ có thể là không có đúng cái đối tượng của mình ha. Đó thì đấy là cái cách mà mình tuyển dụng chung trên cái nhóm ha. Tuy nhiên ở đây nó sẽ có một cái mẹo nhỏ mà bản thân mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn là khi mà tuyển dụng trên nhóm là sau khi mà các bạn mà truy cập vào cái nhóm rồi thì đây á là nó sẽ có rất là nhiều những cái bạn mà đây có rất là nhiều những cái bạn mà coi như vậy là đăng tuyển dụng đây. Tức là có nhu cầu mà có như vậy là tìm việc thì ở đây các bạn là hay comment vào chẳng hạn như đây các bạn chỉ việc là ví dụ như đang tuyển vị trí nhân viên kinh doanh quan tâm inbox đấy. Đấy thì nếu như mà ứng viên quan tâm thì là người ta sẽ inbox nhắn tin cho mình hoặc là đây nó sẽ có này ở đây nó sẽ có là một số những cái đơn vị khác người ta đây tuyển dụng này một số đơn vị khác tuyển dụng thì ở đây các bạn thấy rằng á, là có nhiều bình luận chẳng hạn nhiều bình luận thì khi đấy á, ví dụ như đây những cái ứng viên bình luận thì khi đấy là các bạn có thể là vào như vậy comment đây vào comment ở bên dưới ha, vào comment bên dưới được chưa nào đó đây thì có những cái ứng viên mà người ta đây thì chúng ta người ta comment á đây đây thì mình sẽ bấm vào đây mình sẽ bấm trả lời bình luận trên cái tuyển dụng của người ta thì nói chung cái cách này thì nói chung là nó cũng hơi 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 tà đạo chút xíu ha thì sau khi mà xong thì ứng viên mà có nhu cầu thì người ta sẽ nhắn tin cho mình đây các bạn thấy không ví dụ như đây nó sẽ có này đây này có rất là nhiều những cái bạn mà mình tuyển dụng chẳng hạn này đây đấy đây các bạn đó nhắn tin cho mình này đó nhắn tin này ha. Thì đây cũng là một trong những cái hình thức mà tuyển dụng nó cũng khá là hay rồi thì cái video của Long chia sẻ đến đây đã hết rất là cảm ơn tất cả các quý vị các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu như các bạn cần cái sự hỗ trợ nào ngoài cái cách mà tuyển dụng trên Facebook như video mình đang hướng dẫn đây các bạn có thắc mắc nào về những cái digital marketing cũng như là về website hay đồ họa thì các bạn có thể là nhắn tin cho mình ha, trên cái fanpage là
cái facebook.com, đây facebook.com xẻng Lưu Hoàng Long.vn, thì là mình sẽ cố gắng hỗ trợ cho các bạn. Được chưa nào? Rồi ok, thì nếu như mà các bạn thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cái tinh thần của bản thân mình. Cái thứ hai là để nhận được video thông báo khi mà có video mới. Rồi một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý vị, các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video, và xin hẹn gặp lại ở cái phần video tiếp theo.